Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn nói về chủ đề CPU đa nhân đa luồng, mạnh nhất thế giới hiện nay. Và tại sao lại có CPU như vậy? Nó ứng dụng cho việc gì? Giá cả như thế nào? Thì các bạn xem video sau đây nhé! Nói tới CPU mạnh nhất thế giới, thì chắc hẳn các bạn sẽ thường nghĩ tới các dòng Core i9 thế hệ 10, thế hệ 11. Tuy nhiên hiện nay, AMD đã có dòng CPU mạnh hơn, và thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với Intel Core i9 hiện nay, đó là CPU AMD Threadripper, tiêu biểu như AMD Ryzen Threadripper Pro 399 5VX, AMD Ryzen Threadripper 399 0X, AMD Ryzen Threadripper 397 0X, vân vân. Các dòng CPU này có số nhân số luồng rất ấn tượng, thấp nhất cũng 32 x 64 luồng và cao nhất là 64 x 128 luồng, và đặc biệt là nó chỉ nằm trong một con CPU duy nhất. Như vậy, CPU này phục vụ cho các công việc gì? Với CPU được sản xuất dựa trên tiến trình 7 nanomet, AMD giảm tiến trình, đồng nghĩa với việc giảm điện năng tiêu thụ. Vì vậy, các dòng AMD Ryzen Threadripper Series 3000 này tuy được sở hữu xung nhịp cao, số nhân số luồng cũng cao, nhưng lại rất tiết kiệm năng lượng. CPU mạnh như vậy thường dùng để làm các công việc như thiết kế đồ họa, render, dựng hình, dựng video ở mức độ chuyên nghiệp, và có cả các công việc như phân tích dữ liệu kỹ thuật, thường ứng dụng trong các quá trình nghiên cứu khoa học. Ngoài ra cũng có thể ứng dụng làm máy chạm, thay thế cho các dòng Xeon. Đối với nhu cầu chơi game thì chúng ta không cần đến CPU như thế này vì nó sẽ hơi phí. Tuy nhiên, nếu như anh em muốn mua vì mục đích xử lý cả vấn đề làm việc chuyên nghiệp và chơi game thì con chip AMD Ryzen Threadripper Series 3000 này không có gì phải bàn cãi nữa rồi. Về giá thì đây là dòng CPU thuộc phân khúc cao cấp, giá dao động từ 50 đến 150 triệu, tương ứng với từng dòng. Nếu so với các dòng CPU như Core i7, Core i9 thế hệ mới nhất thì đúng là nó có giá cao hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu so với cùng phân khúc như các dòng Xeon, Workstation thì lại là chuyện khác. Trong cùng phân khúc của số tiền phải bỏ ra và hiệu năng cũng như độ hiệu quả mang lại thì dòng AMD Ryzen Threadripper Series 3000 này lại tiết kiệm chi phí hơn nhiều. Tóm lại thì đây là dòng CPU hỗ trợ nhiều nhân nhiều luồng, tiết kiệm điện năng, phục vụ nhiều công việc chuyên nghiệp mà mới đây AMD đã cho ra lò. Tuy nhiên giá thành cũng còn khá cao, và để sử dụng được thì đi kèm đó cũng cần các phần cứng khác cũng phải cao cấp, ví dụ như main, tản nhiệt và nguồn. Hiện nay dòng AMD Ryzen Threadripper 3000 này khá hiếm. Tin học mua sao vẫn còn một số sản phẩm thuộc AMD Ryzen Threadripper Series 3000. Mình có để link dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh Tin học mua sao. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé!